Dừng việc, sử dụng bộ lọc theo cách này. Bạn lọc điều kiện thứ nhất, rồi tiếp tục lọc các điều kiện tiếp theo. Trong trường hợp mà có nhiều bộ lọc và thay đổi điều kiện thì sẽ mất thời gian của bạn. Thay vào đó thì bạn lọc dữ liệu siêu nhanh theo cách như thế này nhé. Cách làm đơn giản như sau. Đầu tiên, bạn tạo bảng bằng cách chọn vùng dữ liệu. Sau đó bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl-T. Hộp thoại xuất hiện, bạn bấm OK. Sau khi tạo bảng xong, bạn tìm đến thẻ Table Design và chọn Insert Slicer. Tại đây, bạn chọn những bộ lọc mà bạn muốn. Ví dụ mình chọn cửa hàng và nhân viên. OK, bộ lọc đã được tạo ra. Bạn sẽ căn chỉnh bộ lọc này, thay đổi kích thước, thu hẹp lại nếu bạn muốn. Ví dụ mình đang thu hẹp lại, kéo vào đây để dễ nhìn hơn. Cái này bạn cũng thu hẹp lại, kéo vào đây. Và bây giờ bạn chỉ cần chọn vào đây để thay đổi các điều kiện lọc mà bạn muốn. Bạn làm theo cách này thì kiểu gì sếp cũng ưng. Đừng quên follow kênh của mình để xem thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé.